Trạm cứu hộ trái tim, Hà đau đớn khi thấy ông trưởng bị bắt. Mời người nhà của phạm nhân Minh Trường vào ạ. Tiếng đồng chí công an vang lên khiến Hà cay đắng. Bao nhiêu năm qua, bố là người cô luôn tự hào hãnh diện. Vậy mà giờ đây, cô lại phải đến thăm bố ở chốn ngục tù này. Hà lật đật bước vào. Trước mặt không còn là ông bố đầy uy nghiêm năm nào, mà là hình ảnh bố trưởng gương mặt gầy rộc, mái tóc đã bạc đi nhiều trong bộ áo sọc trắng đen Juventus. Hà không thể cầm được nước mắt nhìn bố. Cô đến người để đau đớn và xót xa. Bố! Hà chạy lại cầm lấy bàn tay bố, nước mắt giàn giụa. Tại sao bố lại giấu con? Ông trưởng đau xót nhưng cố trấn tĩnh, hai tay cầm lấy tay con gái. Thôi nào, lớn rồi, con gái mạnh mẽ của bố đâu rồi mà lại khóc nhè? Nhưng tại sao bố lại ra nông nỗi này? Hà thút thít nấc lên từng tiếng. Không sao, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Bố đã nói với Nghĩa mời các luật sư giỏi nhất để bào chữa cho bố rồi, chỉ ít hôm nữa là bố ra thôi. Ông trưởng cố gắng trấn tĩnh con gái. Hà ngước mắt lên nhìn bố, ánh mắt đầy hy vọng. Thật không hả bố? Thật, xưa nay bố có làm gì cũng có trước có sau. Nghĩa, nó là đứa có năng lực, nó sẽ giúp bố. Giờ việc của con là hãy về nhà, đừng có lo lắng gì cả, được chưa nào? Ông nhìn thẳng vào mắt con gái. Bố không muốn nói cho con biết là bởi bố biết chuyện này không có gì cả, bố có thể tự lo được. Hà đã an tâm hơn, gật đầu chào bố quay trở về. Vậy là giờ đây, cho đến tận giây phút này mà cả ông trưởng và Hà vẫn đang mù quáng ngây ngô mà tin vào đứa con rể yêu quý đó, mà ông đâu biết rằng chính hắn là kẻ đã đứng sau ném đá giấu tay tống ông vào tù. Nghĩa đã móc nối dùng tiền và quyền để cấu kết kéo bè kéo phái nhân viên vào cả các đối tác. Và giờ đây, khi mà ông trưởng vẫn đang hy vọng chờ đợi đứa con rể kia sẽ giải cứu mình, thì ông đâu biết rằng ở nhà Hà đang tìm mọi cách để đổ thêm đống tội lên đầu của ông. Trước khi bị bắt đi, ông đã ủy quyền lại điều hành mọi việc tại Hà Lan cho Nghĩa. Và chính hắn đã lợi dụng lá kim bài phù ấn trong tay để có thể làm mọi chuyện. Nghĩa bắt đầu đuổi việc các tay chân thân tín tai mắt của ông trưởng bà Lan, rồi sau đó hắn cho chuyển nhượng sang tên số cổ phần của ông trưởng. Đồng thời hắn làm khống một loạt chứng cứ, đổ hết tội lỗi sai phạm lên đầu ông trưởng, để rồi khi mà ông trưởng nhờ có sự giúp đỡ từ một nhân vật lạ mặt đã được thoát án mà trở về, thì cũng là lúc mà ông cay đắng nhìn Nghĩa ngồi chềm chệ vào chiếc ghế của mình với một vẻ mặt đầy cao ngạo. Hắn ta đã trắng trợn lật mặt mà thừa nhận rằng mình chính là người đã sắp xếp mọi việc, thậm chí đã khiến cho cô con gái mà ông yêu quý không thể sinh con.